Vâng, xin chào quý vị, chào các bạn. Tôi là Phạm Hồng Sơn, tác giả của giải pháp ACMN phòng kế toán ảo. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái chủ đề, đó là kế toán mua hàng và quản lý hàng tồn kho. Thế thì trong phòng kế toán ảo thì tôi muốn hệ thống lại một chút những cái điểm mà chúng ta đã thực hiện với nhau một cái nội dung cái chương trình này từ đầu cho tới thời điểm hiện tại. Thì phòng kế toán ảo là việc mô phỏng trình tự thủ tục tất cả các cái công việc kế toán để cho một cái nhân sự của chúng ta được trải nghiệm thực hiện tất cả các cái công việc kế toán ở cái doanh nghiệp ở trên một cái mô hình phòng kế toán ảo trước khi mà chúng ta đi vào để thực hiện ở trên cái doanh nghiệp của mình. Thì cái phần thứ nhất đó là tôi đã hệ thống cho anh chị em toàn bộ các cái kiến thức lý thuyết trong vấn đề liên quan đến kế toán. Thì các bạn cũng lưu ý cho tôi đó là gì, khi mà chúng ta thực hiện làm công việc bất kỳ một cái ngành nghề nào đó thì chúng ta ai cũng có những cái ngày bắt đầu. Cái điều quan trọng nhất để chúng ta có được cái nghiệp vụ tốt đó chính là cái việc mà chúng ta đó là một cái việc mà chúng ta cần phải xác định được rất rõ những cái nội dung mà chúng ta cần phải học, cái nội dung mà chúng ta cần phải đọc, tất cả những cái việc mà chúng ta cần phải chuẩn bị cho cái công việc có một nghề nghiệp của chúng ta. Khi nếu như các bạn đã lựa chọn nghề kế toán rồi thì các bạn phải làm việc ít nhất trong vòng khoảng 25 năm cho đến 30 năm trong cái lĩnh vực công việc này, và nó gắn hoàn toàn với cả một cuộc đời sự nghiệp của chúng ta. Cho nên tôi cũng luôn luôn cổ vũ, chia sẻ và kêu gọi các bạn hãy cố gắng dành một cái khoảng thời gian, nhất là những các bạn trẻ, cái thời gian đầu tiên để chúng ta thực sự thành thạo tất cả những cái công việc mà chúng ta đã phải làm trong cái lĩnh vực liên quan đến ngành nghề về tài chính kế toán. Thế thì trên cái phần đầu tiên là tôi đã hệ thống toàn bộ tất cả các cái kiến thức lý thuyết căn bản mà chúng ta cần phải có trong liên quan đến ngành nghề về tài chính kế toán. Thì các bạn lưu ý đó là gì, hãy xem lại cái video đó, để mà nhất là các cái bạn nào mà bắt đầu nghe cái nội dung chương trình này của buổi ngày hôm nay, thì lưu ý đó là những cái video mà tôi cũng đã cố gắng cô đọng xác định những cái nội dung mà chúng ta cần phải có. Cái điều thứ hai đó là khi mà các bạn đã được chia sẻ hệ thống toàn bộ các kiến thức lý thuyết, các cái nội dung, các cái tài liệu, các cái hệ thống văn bản mà chúng ta cần có, thì chúng ta không thể nào một ngày để mà chúng ta có được hết tất cả các cái kiến thức đó, mà chúng ta cần phải một quá trình. Các bạn hãy cố gắng những cái nội dung video mà tôi đã xây dựng, rồi là những cái buổi mà tôi chia sẻ trực tiếp như thế này, thì các bạn hãy cố gắng là ghi lưu lại những cái nội dung để mà từ đó chúng ta hãy từng bước hiện thực hóa, biến tất cả những cái kiến thức lý thuyết đó trở thành cái kiến thức của bạn. Tôi vẫn nói một cái câu đó là khi tôi chia sẻ cho bạn, tôi chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, tôi mất rất nhiều thời gian trải nghiệm thực tế để mà tôi chia sẻ cho bạn những cái nội dung như thế này, thì đó chính là kiến thức mà nó đã trở thành kiến thức của tôi, từ cái kiến thức nền tảng từ sách vở, từ quy định của luật pháp vân vân. Thế còn có một cái điểm nữa, đó là các bạn cũng lưu ý là gì, muốn để trở thành kiến thức của bạn thì nó không thể nào mà thiếu đi cái việc mà các bạn phải trải nghiệm, các bạn phải học, các bạn phải thực hành. Cho nên các bạn phải liên tục làm thế nào đó cái phần mà những cái phần mà tôi chia sẻ, các bạn cố gắng hãy đào sâu, hãy học thực hành nó, sau đó hãy mang nó vào trong doanh nghiệp. Mà mỗi một khi các bạn vướng hãy mở nó ra để mà bạn xem làm thế nào để bạn áp dụng được. Thì kiến thức lý thuyết là như vậy. Cái nội dung thứ hai vô cùng quan trọng đó là tổ chức công tác kế toán. Mà tổ chức công tác kế toán tôi giảng khá là nhiều rồi, tài liệu có sẵn rồi. Tài liệu mẫu có sẵn gửi cho các bạn rồi, video có rồi, mà có cả các cái chủ đề chuyên về vấn đề đó, thì cũng kêu gọi các bạn là hãy hiện thực cái vấn đề đó, hãy thực sự mang vận dụng vào trong doanh nghiệp của mình. Mặc dù rằng khi bạn bắt đầu làm cái vấn đề đó là khá khó khăn với các bạn, thế nhưng mà không có con đường nào khác cả. Các bạn muốn thực sự thành thạo thì hãy dành thời gian để làm vấn đề đấy. Cái nội dung tiếp theo, cái nội dung thứ ba tôi đã chia sẻ, mà nội dung này nó có hai cái video, hai buổi liền, đó là mở sổ kế toán, tổ chức cái công tác kế toán ấy, quay vào thì mở sổ kế toán, khái niệm mở sổ kế toán và nghệ thuật ghi sổ kế toán. Thì cái điều mà ở trong doanh nghiệp khi mà chúng ta thực hiện ấy, thì nó cũng chỉ có 3-4 cái vấn đề chính để mà chúng ta làm thôi. Cái vấn đề thứ nhất đó là nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thì chúng ta cần phải tổ chức được một hệ thống chứng từ kế toán tốt. Làm thế nào để chúng ta có được với bộ chứng từ kế toán ở trong cái doanh nghiệp của chúng ta tốt, thì điều này vô cùng quan trọng, tôi đã chia sẻ với các bạn rồi, hôm nay tôi chỉ ôn lại để các bạn thấy được thôi. Cái điều thứ hai nữa đó là gì, chúng ta cần phải có một cái hệ thống sổ sách kế toán, để mà từ cái hệ thống sổ sách kế toán đấy nó tổng hợp được số liệu để nó lập lên được báo cáo tài chính và các cái vấn đề liên quan đến kê khai quyết toán thuế. Thế thì quản lý được toàn bộ tất cả các cái thông tin về liên quan đến tài chính kế toán là phụ thuộc vào vấn đề liên quan đến hệ thống sổ
từ chứng từ để chúng ta vào sổ và từ sổ để chúng ta lên được hệ thống báo cáo. Thì các bạn lưu ý đó là gì, khi mà chúng ta làm ở trong doanh nghiệp ấy, thì thường nó chỉ vướng ở một số các cái mắt xích mà tôi đã chẻ từng các cái chủ đề ra để mà tôi chia sẻ với các bạn. Thì cái khái niệm, cái nội dung thứ ba đó là mở sổ kế toán, thì có cái vấn đề đó là gì, chúng ta phải xác định là trong cái doanh nghiệp đấy cần sử dụng đến bao nhiêu cái tài khoản. Đấy, bao nhiêu cái tài khoản thì từ đó nó tương ứng có gần đấy cái sổ cái. Đấy. Thì khi mà chúng ta đọc phân tích về các cái hệ thống sổ và báo cáo, chúng ta chỉ cần đọc cái bảng cân đối phát sinh thôi thì chúng ta biết là doanh nghiệp đang sử dụng đến bao nhiêu tài khoản, và nhìn cái số liệu trên bảng cân đối phát sinh thì chúng ta biết ngay là gì, kế toán đang thực hiện cái vấn đề này có thực sự ok không, có thực sự tốt hay không. Đấy, thì đấy, các bạn lưu ý là khi mà sổ kế toán thì có nhìn trên bảng cân đối phát sinh là chúng ta đã biết là dòng dữ liệu nó chạy có thực sự ngon lành không, và tiếp theo nữa là chúng ta muốn biết thì chúng ta sâu vào trong cái hệ thống sổ, sâu vào sau bên trong cái hệ thống sổ thì nó sẽ tiếp tục nó lại đến một cái phần nữa, đó chính là nó cần đến cái sổ chi tiết hay không. Vậy thì khi mà chúng ta làm kế toán ở trong một cái doanh nghiệp ấy, thì có rất nhiều các doanh nghiệp phải khi mà kiểm tra thanh tra lại phải đi làm lại hệ thống sổ kế toán, thậm chí còn phải đi nhập lại số liệu cho hệ thống sổ kế toán. Đó chính là cái vấn đề, cái khâu mà chúng ta tổ chức công tác kế toán, chúng ta mở cái sổ kế toán để mà đáp ứng được cái nhu cầu quản lý của doanh nghiệp mà chúng ta làm cái vấn đề này không tốt. Thì cái câu chuyện là gì, những anh chị em bắt đầu vào nhập nghề để mà chúng ta thực hiện công tác kế toán, cái việc mà chúng ta lại phải nhập lại toàn bộ hệ thống số liệu kế toán, thậm chí còn có rất nhiều năm, đó là một cái câu chuyện mà nó không có cái gì là xa lạ cả. Làm thế nào để chúng ta khắc phục được cái điều đó, thì cái việc mà khi mà nhân sự thực hiện ấy, thì ở trong phòng kế toán nào tôi đã có những cái khái niệm để phân tích như vậy để cho chúng ta thực hành ở trên hệ thống phòng kế toán nào, sau đó các bạn hãy vận dụng vào trong doanh nghiệp của mình và làm thế nào đó nó trở thành một kiến thức chủ động của bạn để bạn thực hiện cái vấn đề này tốt. Đấy, thế và trong đó là có cả hai cái video, một cái video là mở sổ kế toán tôi phân tích các bạn trên, thì khi bạn thực hành thủ công thì bạn ghi chép trực tiếp bằng tay, và cái thứ hai là bạn mở sổ kế toán là bạn thực hiện trên hệ thống phần mềm. Đấy, thì và khi mà chúng ta tổ chức các cái dữ liệu mà chúng ta nhập liệu trên phần mềm thì các bạn cũng lưu ý đó là gì, bạn phải biết rất rõ chắc chắn rằng bạn nhập liệu như vậy thì nó ra cho bạn kết quả là cái gì. Cũng có rất nhiều những anh chị em trong ngành nghề kế toán gặp phải cái vấn đề đó là cứ cắm đầu vào nhập liệu xong cuối cùng nó không ra được cái kết quả của chúng ta mong muốn. Thế thì dẫn đến đó là gì, bao nhiêu công sức của chúng ta đều vất đi, đều phải làm lại. Đấy, thì các bạn lưu ý đó là gì, một trong những cái chủ đề mà tôi đã chia sẻ với các bạn đó là gì, mở cái sổ kế toán, làm thế nào để chúng ta thực hiện được cái hệ thống sổ kế toán của chúng ta tốt, và mở sổ ghi chép ở trên hệ thống thủ công và mở sổ trên hệ thống phần mềm. Các bạn lưu ý là luôn luôn trong cái phòng kế toán nào này là các bạn thì một tay là bạn phải làm ghi chép thủ công để bạn hiểu được bản chất tường tận của vấn đề, và một tay là bạn thực hiện ở trên hệ thống phần mềm. Và từ đó có một cái điểm mà tôi hay chia sẻ với các bạn đó là gì, bạn sử dụng phần mềm nào cũng được, ACMEN chỉ là một trong những phần mềm đó thôi. Bạn quen cái nào, bạn thực sự thành thạo cái nào, bạn thấy thực sự đáp ứng nhu cầu cái nào thì bạn hãy lựa chọn cái đó. Thế còn nếu như các bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng cách sử dụng sản phẩm dịch vụ chúng tôi về phần mềm của chúng tôi thì cũng là một điều rất là cảm ơn, rất là tuyệt vời. Thế tuy nhiên rằng tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là gì? Cái điều mà khi mà tôi chia sẻ với các bạn là bạn phải hiểu được cái việc là bạn áp dụng cái phần mềm đó thì bạn phải hoàn toàn làm chủ nó. Bạn phải tổ chức được cái số liệu để nó ra cho bạn được một cái kết quả. Đấy. Ra được cho bạn được một hệ thống sổ sách để đáp ứng được nhu cầu của bạn. Đó thì cái vấn đề liên quan đến một sổ kế toán. Và buổi hôm trước chúng ta đã cùng nhau chia sẻ, trong kế toán nó có 3 cái phần hành rất nhiều các cái giao dịch mà nó diễn ra thường xuyên. Đó là kế toán, thứ nhất đó là kế toán thanh toán. Hôm trước chúng ta nói về kế toán vốn bằng tiền và thanh toán, thì nó thật ra nó xoay quanh hai cái tài khoản đó là 111 và 112. Thì buổi hôm trước chúng ta đã nói về cái vấn đề 111, 112. Thì thực tế đó là cái lưu chứng từ như thế nào và chúng ta nhập liệu vào trong hệ thống phần mềm như thế nào, thì hôm trước tôi đã chia sẻ rồi, chúng ta cần phải có lưu một file chứng từ phiếu thu riêng, một file chứng từ phiếu chi riêng, thế và chúng ta lưu theo trật tự trình tự thời gian, và số chứng từ thì chúng ta sẽ lưu theo lấy chứng từ gốc là phiếu thu, là phiếu chi, để mà chúng ta lưu các cái chứng từ kèm theo. Đấy, xếp theo thứ tự, hoặc là chúng ta còn có số hồ sơ nữa. Có thể rất là nhiều các cái chứng từ để kẹp vào, làm thế nào để chúng ta lưu được mỗi bộ hồ sơ chứng từ một cách tốt nhất ở trong doanh nghiệp của mình. Đấy, thế thì nếu như chúng ta không tổ chức quản lý được hệ thống chứng từ tốt thì chúng ta sẽ gặp phải một cái hệ lụy rất phức tạp khi mà chúng ta nhập liệu vào trong chương trình, sau đó chúng ta nhập xong rồi, tại vì kế toán là gì, làm xong là phải kiểm tra lại được, chúng ta nhập liệu vào trong đó và chúng ta phải check lại được. Thế chính vì lý do đó nó cần phải ăn khớp với cái cách thức đầu tiên, đó là nghiệp vụ phát sinh thì chúng ta cần phải lập chứng từ.
Và khi mà lập chứng từ xong, trong chứng từ thì từ khi mà nghiệp vụ phát sinh, lập này, nhận này, ký này, lưu này, lưu chuyển và lưu này, để mà chúng ta lưu được thành các cái file chứng từ. Mà các cái file chứng từ đó, tất cả các cái chứng từ mà khi ở trong từng các phần hành thì các bạn lưu ý là chúng ta cần phải phân tích được từ các cái biểu mẫu chứng từ. Hôm trước tôi đã nói với các bạn là một cái biểu mẫu chứng từ thì nó bao gồm có những cái phần như thế nào. Thứ nhất là cái phần tít, phần tên, biểu mẫu, ký hiệu, cái ngày tháng, số. Cái thứ hai đó là gì? Cái thông tin giao dịch. Đấy, cái nội dung đó của bên nào giao dịch với bên nào. Đấy, thì và tiếp theo nữa đó là cái giá trị các cái nội dung giao dịch, và cái cuối cùng đó là phần ký và đóng dấu. Để mà cái chứng từ nó thực sự hợp pháp, hợp lệ. Đấy, thì khi đó ở trên cái phần mà các bạn muốn để thực hiện được các cái phần công việc đó sao cho mà chúng ta làm chủ được. Hệ thống chứng từ chúng ta nó phải thật sự sạch sẽ, ngon lành, lưu trữ, thứ tự, gọn gàng trước khi mà chúng ta nhập liệu vào hệ thống phần mềm. Lưu ý là chúng ta cần phải làm từ nghiệp vụ phát sinh, chúng ta cần phải làm chứng từ trước. Khi mà chứng từ chúng ta xong rồi thì chúng ta mới dùng chứng từ để chúng ta ghi sổ. Và khi chúng ta thực hành ở trên phòng kế toán ảo, các bạn cũng lưu ý như vậy. Nó có một cái quyển mô phỏng, nó đưa ra các yêu cầu nghiệp vụ và sau đó nó có cái phần hướng dẫn. Đấy, thế phần hướng dẫn thì chúng ta có hai cái nội dung thực hành, một là thực hành lập hoàn thiện một cái file chứng từ. Cái thứ phần thứ hai đó là phần ghi sổ kế toán. Đấy, thì hôm trước cái phần hành kế toán thanh toán tôi đã phân tích cho các bạn thấy được cái việc là gì, các bạn phải làm như thế nào. Và lưu ý đó là gì, ở rất nhiều trường đã sử dụng giải pháp phòng kế toán ảo để là cái tài liệu thực hành thực tập cho sinh viên, thì rất nhiều trường, rất nhiều thầy cô đã hướng dẫn sai cho học viên. Đó chính là gì, các bạn mang đúng cái quyển mô phỏng, đúng cái phần mà tôi hướng dẫn đấy, bạn lôi ra bạn chép vào một cái file chứng từ, đấy, một cái tệp chứng từ, sau đó bạn lại dùng chúng cái đấy để bạn nhập vào trong hệ thống phần mềm, thì nó không đi theo đúng cái tư duy, cái logic, cái luồng giao dịch, dẫn đến đó là gì, học viên khi mà thực hành cái vấn đề đấy nó không đạt được cái kết quả. Vâng, hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn đó là kế toán mua hàng và quản lý về hàng tồn kho, thì chúng ta sẽ có một số những cái điểm như sau. Thế thì kế toán mà mua hàng ấy, thì đây là một trong những cái phần hành vô cùng quan trọng ở trong doanh nghiệp. Kế toán thanh toán, xong có kế toán mua hàng, kế toán bán hàng. Đó là ba cái phần mà quan trọng nhất ở trong doanh nghiệp. Thì hôm nay khi mà cái kế toán mua hàng này thì các bạn lưu ý là gì? Nó xuất phát từ cái việc là gì? Để nó cho cái hệ thống của bất kỳ một cái doanh nghiệp nào đó hoạt động, thì cái phần mua hàng nó sẽ tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Đầu tiên tôi phân tích về góc nhìn về quản lý về tài chính, thì các bạn thấy được là gì? Làm thế nào để chúng ta không bị thất thoát? Kế toán mua hàng nó sẽ tiềm ẩn rất nhiều những cái vấn đề mà có thể thất thoát trong vấn đề liên quan đến tài chính. Vậy từ cái việc đó là gì, xuất phát từ nhu cầu của hoạt động của doanh nghiệp, để xác định được là gì, ra được là gì cái nguyên vật liệu, cái phần mua chính của doanh nghiệp ấy, cái phần chi phí chính, cái dòng tiền để mua cái hàng hóa của doanh nghiệp là cái phần nào, và chúng ta phân tích xem là gì, có tiềm ẩn rủi ro không. Vì khi mà phần mua hàng ấy thì nó mới có một cái việc vấn đề đó là gì, có xảy ra rủi giá không. Ngay kể cả trong doanh nghiệp nhé, thậm chí kể cả trong doanh nghiệp tư nhân nhé, nếu chúng ta quản lý vấn đề này không tốt, tôi có hay chia sẻ với anh chị em kế toán là nếu như mà chúng ta rà soát lại bằng mọi cách để chúng ta tìm cách để chúng ta mua được tốt, nếu như mà chúng ta mua tiết kiệm được, giảm được so với chất lượng không thay đổi, mà chúng ta mua được với cái giá tốt hơn 5% toàn bộ cái chi phí mà chúng ta mua vào, thì bạn thử tưởng tượng một năm sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, tiết kiệm được thêm bao nhiêu tiền cho doanh nghiệp. Đấy, thế thì cái vấn đề liên quan đến kế toán mua hàng là vô cùng quan trọng. Đấy, ở đây tôi không chỉ dừng lại phân tích nguyên ở cái vấn đề đó là chúng ta kê khai thuế như thế nào đâu, mà các bạn lưu ý đó là khi chúng ta với vai trò là làm kế toán thì chúng ta sẽ cần phải nhìn tổng thể. Thì cái điều đầu tiên tôi muốn nói đó là quản lý về cái vấn đề liên quan đến mua hàng như thế nào cho tốt. Thì điều việc đầu tiên ấy, đó là không bị thất thoát về vấn đề liên quan đến quá trình để mua hàng hóa, thì nó phải xuất phát đầu tiên là từ nhu cầu. Nhu cầu của các cái loại hàng hóa ở trong cái doanh nghiệp. Đấy. Thì trong mỗi một cái doanh nghiệp, mỗi một cái lĩnh vực, ví dụ như là gì, các cái doanh nghiệp về sản xuất cơ khí, họ sẽ cần các cái vật tư mua vào hàng ngày
như thế nào. Đối với cái lĩnh vực dịch vụ, ví dụ như nhà hàng khách sạn, thì cái vật tư hàng hóa mua vào hàng ngày của họ là cái gì? Thì nó sẽ là gồm có những cái thứ mà chúng ta cần phải thực hiện mua vào như vậy. Thế từ cái vấn đề mà khi mà chúng ta xác định chủng loại tất cả những vấn đề đó, thì chúng ta mới đi lựa chọn các nhà cung cấp cho chúng ta. Thì đâu là những cái nhà cung cấp tốt, uy tín, cung cấp cho chúng ta được số lượng, chủng loại, chất lượng, giá cả tốt. Thì lập tức khi mà kế toán mua hàng á, là khi mà lúc đầu chúng ta đi tìm như vậy, thì chúng ta sàng lọc, chúng ta có cách để chúng ta kiểm tra các cái đối tác tốt, có được những cái cách để chúng ta đàm phán. Một trong vấn đề liên quan mua hàng đó là câu chuyện của việc vấn đề liên quan đến đàm phán. Trong đàm phán này thì nó có đàm phán về vấn đề liên quan đến chủng loại, sau đó liên quan đến giá cả, liên quan đến chất lượng, liên quan đến thời hạn thanh toán. Thế thì ở đây khi mà mua hàng ấy, có một trong những cái loại chứng từ đầu tiên mà trong doanh nghiệp cần phải có và cần phải làm tốt, đó chính là hợp đồng. Mà tất cả các cái hàng hóa mà chúng ta mua liên tục thì chúng ta không phải mỗi một lần mà chúng ta mua chúng ta có hợp đồng được, và nó sẽ hình thành lên một cái hợp đồng gọi là hợp đồng nguyên tắc. Đấy, thì trong chứng từ các bạn lưu ý nhé. Trong phần thực hành tôi cũng sẽ có những cái hợp đồng cho các bạn để các bạn được trải nghiệm thực hành thực. Nhưng ở đây thì tôi sẽ chỉ phân tích cho các bạn thấy thôi. Thế thì khi mà chúng ta thực hiện mua hàng, cứ mua liên tục, thì ở trong doanh nghiệp nó sẽ có một cái hợp đồng nguyên tắc. Vậy thì hợp đồng nguyên tắc nó khác với cái hợp đồng kinh tế, hợp đồng kia ở chỗ nào? Thì vì hợp đồng nguyên tắc đó là gì? Nó thỏa thuận tất cả các cái nguyên tắc làm việc của hai bên ở trên cái hợp đồng đó. Thế và mỗi một lần chúng ta lấy hàng thì chúng ta có một cái đặt hàng, hay chúng ta gọi là cái PO gì ấy. Là gì? Là một cái order, một cái đặt hàng. Thì khi mà đặt hàng sang bên phía nhà cung cấp thì họ căn cứ vào đấy họ sẽ giao hàng cho chúng ta. Đấy, khi họ giao hàng cho chúng ta. Vậy thì khi mà chúng ta muốn được đàm phán về giá cả, đàm phán về thanh toán, đàm phán về chủng loại, các cái nội dung mà chúng ta sẽ cung cấp, thì ở trong doanh nghiệp muốn quản lý được về vấn đề liên quan đến mua hàng tốt thì chúng ta phải tìm được nhà cung cấp tốt và chúng ta phải thỏa thuận với nhau ở trên cái hợp đồng đó. Và kế toán hoặc một bộ phận quản lý mua hàng sẽ cần phải thực hiện cái vấn đề này tốt. Chúng ta cần phải kiểm tra thường xuyên chứ, biến động của thị trường liên tục. Cho nên là khi mà chúng ta kiểm tra xem là giá cả lên xuống hai bên như nào, bao nhiêu lâu, thì nó cần phải có những cái báo giá xác định check lại với nhau, và giá đó có phải là tốt nhất hay không. Mà khi mà một cái mặt hàng đấy, một cái lĩnh vực đó, thì chúng ta có thể lựa chọn ít nhất là 2 cho đến 3 nhà cung cấp sao cho có thể tốt nhất. Thế rồi cái tài đàm phán trong cái quá trình các cái lần như vậy để sao cho chúng ta có được với giá tốt nhất và có những cái điều kiện liên quan đến thanh toán tốt. Đấy, thì các bạn lưu ý cho tôi. Vậy thì điều đầu tiên tôi muốn nói là chứng từ của nó phải là hợp đồng nguyên tắc. Cái thứ hai đó là cái đặt hàng để mua hàng. Cái thứ ba đó là khi bên giao hàng họ sẽ giao lại cho chúng ta một cái phiếu. Đấy, một cái phiếu giao hàng và ký tá à đã, bên này đã nhận. Và khi mà giao nhận hàng hóa thì nó sẽ có cái bộ phận đó là gì? Cái bộ phận kiểm tra tất cả các hàng hóa đấy. Đấy, thì bao giờ nó sẽ có kế toán mua hàng. Tùy theo cái độ lớn của phòng kế toán mà nó sẽ có bao nhiêu nhân sự, nhưng mà thông thường nó sẽ phải có một kế toán. Có thể ngay là kế toán tổng hợp hoặc là kế toán mua hàng, kế toán quản lý về vật tư hàng hóa. Thế sau đó khi hàng về thì nó vào trong kho. Trong kho thì bộ phận kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại hàng hóa chính là ở bộ phận kho. Họ kiểm tra tất cả vấn đề đó nhận đủ đúng chưa, họ ký ngược lại vào vấn đề liên quan đến chứng từ và họ lưu vào trong hệ thống sổ kho, họ ghi chép vào trong hệ thống sổ kho và chuyển chứng từ đấy lên để kế toán theo dõi, hạch toán vào hệ thống hàng tồn kho và theo dõi công nợ thì phải trả đó. Thế thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích và trong thực tế chúng ta mang cái vấn đề này chúng ta áp dụng trong doanh nghiệp như thế nào. Thế và một điểm nữa đó là gì? Cái chứng từ đấy có thể đến cuối tháng thống kê thì họ mới xuất cho chúng ta một cái hóa đơn giá trị gia tăng vào thời điểm cuối tháng và sau đó thì làm cái thủ tục thanh toán. Vậy thì kế toán mua hàng về mặt nghiệp vụ thì không có gì khó. Về mặt nghiệp vụ ở trong kế toán thì tôi cho rằng tất cả những thứ đã viết trong sách rồi thì chỉ có vấn đề là biết hay không biết thôi, không có gì khó. Nhưng có một cái điểm rất quan trọng đó là gì? Không khó mà tại sao ở trong doanh nghiệp lại gặp nhiều vấn đề thế? Cho nên đó là gì? Chúng ta phải mang được cái nghiệp vụ đấy, nó tổ chức vào cho một cái doanh nghiệp cụ thể mà chúng ta cần phải làm, mà chúng ta phải thấy thực sự nó trở thành một cái quy trình chuẩn và nó trở thành trơn tru trong doanh nghiệp, nó không gặp phải vấn đề gì vướng trong cái phần này nữa. Và nếu gặp phải các vấn đề nào vướng
Vướng thì ở đây nó có mấy cái điểm. Cái thứ nhất đó là không được để tiềm ẩn rủi ro về vấn đề liên quan đến tài chính. Cái vấn đề thứ hai đó là không được vướng trong vấn đề liên quan đến thống kê ra tất cả các con số, số liệu. Đấy, quản lý về công nợ. Khi quản lý công nợ thì đương nhiên phải quản lý kế toán mua hàng và công nợ. Mua hàng và quản lý về hàng hàng tồn kho thì nó chỉ có xoay quanh cái tài khoản thứ nhất là mua về, thì có thể là tài khoản 152 hoặc 156 và các tài khoản liên quan đến chi phí, hoặc là có thể vào một số các cái tài khoản khác hình thành lên tài sản. Thế sau đó đến cái thứ hai đó là tài khoản công nợ phải trả. Làm thế nào để trên hệ thống tài chính của chúng ta phải quản lý cái điều đấy một cách tốt, nhân sự kế toán viên đấy không để cái vấn đề rối ở trong quản lý chứng từ cũng như là trong hệ thống thống kê ra sổ sách. Đấy thì tôi cũng xin chia sẻ phân tích trong cái phần này là như vậy. Và chúng ta cái quy trình lưu truyền về vấn đề liên quan đến chứng từ thì như là sau: từ cái yêu cầu mua hàng hóa, sau đó thì từ cộng với phiếu lập yêu cầu để mua hàng hóa, thì hàng hóa họ đến họ giao cho chúng ta. Khi hàng hóa đến bên nhà cung cấp họ giao cho chúng ta, sao cho nó kịp về thời gian, nó đúng về chủng loại, nó tốt về, đúng về chất lượng, đúng không? Nó đúng về giá cả, vân vân, tất cả những cái vấn đề thì nó từ cái vấn đề yêu cầu như thế. Và sau đó thì chuyển tới kế toán để lập phiếu nhập kho. Kế toán quản lý mua hàng họ cần phải lập cái phiếu đó, người ta biết được cái thời gian, thời điểm nào để giao cái hàng hóa đó. Và tất cả các cái phiếu đấy lập thì nó trình ký duyệt. Trình ký duyệt. Thì khi mà mua hàng thì nó phải duyệt từ từ quản lý, duyệt từ kế toán trưởng. Thế sau đó khi hàng về nhập nhập kho thì cái phiếu nhập kho người ta phải in sẵn. Thì cái kế toán mua họ sẽ báo trước cho bộ phận kho là thời điểm nào hàng nó về. Mà khi cái thời điểm hàng về và biết rõ là gì, hàng về là những cái hàng gì, để từ đó thủ kho họ còn chuẩn bị nhân sự để kiểm tra, kiểm đếm, rồi chuẩn bị kho để xếp hàng vào. Thế và khi đó kiểm tra thì cái phiếu nhập nhập kho này nó có thể in 2 liên hoặc 3 liên. Khi hàng về cái thì thủ kho mới xác định để lập cái phiếu này. Thì tùy theo, thứ nhất đó là gì? Một là cái bên giao hàng họ có thể giữ một liên, hoặc là bên giao hàng họ có hai cái phiếu giao, họ chuyển cho bên này một phiếu và họ giữ lại một phiếu. Thì cái vấn đề liên quan đến phiếu nhập kho nó chỉ cần kế toán và thủ kho giữ. Thì cái này chúng ta lập bao nhiêu liên nhá. Trong hệ thống chứng từ thì có bao nhiêu liên là phụ thuộc vào thì có bao nhiêu cái nhân sự người cần giữ để chúng ta in ra ngần đấy cái chứng từ, sao cho ít nhất có thể nhưng phải đáp ứng được nhu cầu quản lý. Từ cái chứng từ này nó ký xong cái thì kế toán họ sẽ ghi vào đâu? Kế toán họ sẽ ghi vào nhật ký chung và sổ cái các tài khoản. Sau đó họ ghi vào sổ chi tiết về hàng tồn kho. Sổ chi tiết về hàng tồn kho. Thì thật ra trong kế toán về hàng tồn kho, trong cái sổ chi tiết này thì nó sẽ có hai cái cặp tài khoản như này. Cái tài khoản thứ nhất đó là tài khoản khi mà chúng ta mua hàng, mà mua hàng hóa, mua vật tư hàng hóa này thông thường là sẽ mua ở góc công nợ, thông thường nhé, không phải tất cả. Nghĩa là nó có một cái nguyên tắc tôi gọi liên tục, hẹn một cái ngày nào đó. Ví dụ thanh toán hàng tuần hay là thanh toán hàng tháng hay như thế nào đó thì nó phải thỏa thuận ở trên một cái hợp đồng gọi là hợp đồng nguyên tắc. Căn cứ vào tất cả các phiếu giao hàng thì chúng ta mới đối chiếu để chúng ta thanh toán. Thế thì khi đó bắt buộc ở trong doanh nghiệp chúng ta cần phải có cái tài khoản 331 ấy. 331 là phải trả cho nhà cung cấp. Nó phải theo dõi chi tiết đến từng đối tượng và cái chứng từ để chúng ta lưu ấy, là nó cần phải lưu chi tiết từng cái bộ hồ sơ của từng nhà cung cấp, để từ đó còn đối chiếu công nợ để còn thanh toán. Nếu chúng ta không lưu được cái chứng từ ở trong cái vấn đề này tốt thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề rủi ro trong quá trình mất rất nhiều thời gian để đối chiếu công nợ giữa hai bên thanh toán. Đấy thì đấy là kế toán nha. Kế toán cần phải làm cái chi tiết thứ nhất đó là chi tiết cho công nợ phải trả. Một cái nội dung thứ hai đó là chi tiết về hàng tồn kho. Khi chúng ta nhập cái hàng đó về thì chúng ta cần phải theo dõi về mặt số lượng và giá trị nhập vào trong hàng tồn kho. Và đối với hàng tồn kho thì nó có bảng nhập xuất tồn và bảng tồn nhập xuất tồn và sổ chi tiết từng cái mã mặt hàng đó. Ở trong vấn đề liên quan đến kế toán kho hàng này, cái điểm khó nhất đó chính là chúng ta phải thống nhất giữa kế toán chi tiết với hàng thủ kho.
Các bạn lưu ý là hệ thống mã của nó phải thống nhất. Vậy doanh nghiệp cần bao nhiêu cái mã và cái phần rủi ro chết ở cái chỗ này. Kế toán sẽ gặp phải một vấn đề rủi ro, vô cùng rủi ro, đó chính là cái hệ thống kế toán chi tiết nó không được thống nhất mã. Vào mở cái kho hàng ra cái, nó lên tới khoảng 7.000 cái mã, 7.000 đến 10.000 cái mã hàng tồn kho. Và nhân sự không được tổ chức một cách tốt ngay ban đầu. Mã của cái sổ kho ấy, với chẳng cái mã ở kế toán kho, hai cái đồng chí đấy nó không khớp lại với nhau. Mỗi ông theo dõi một kiểu, khi đi kiểm kê kho chết là chắc chắn. Vậy ở trong cái phần này tôi cũng xin lưu ý, đó là gì? Giữa thủ kho và kế toán kho thì chúng ta phải lấy thủ kho là gốc, phải xuống cái kho thực tế xem là có bao nhiêu loại hàng hóa và từng các loại hàng hóa đấy được để ở cụ thể trên cái kho như thế nào, giá kệ như nào, phân khu như thế nào, để chúng ta lấy cái kho sao cho xếp sắp một cách khoa học nhất, để từ đấy chúng ta thuận lợi cho vấn đề đưa hàng vào là nhập kho, xuất hàng ra và quản lý kiểm soát được nhập xuất tồn dễ dàng nhất cho thủ kho. Sau đó thủ kho thì họ cần phải ghi vào sổ kho hoặc thẻ kho. Sổ kho và thẻ kho thì về tính chất là giống hệt nhau. Thẻ đó là gì? Nó là một cái tờ rời, nó kẹp trực tiếp vào cái chỗ hàng hóa để đấy. Thế còn sổ nó đóng thành một cuốn sổ, nó ghi. Và mỗi một mặt hàng ở trong kho nó đều phải có một trang sổ ghi chép riêng. Thủ kho mà không làm cái vấn đề này thì sẽ đứt ngay. Thế và kế toán sẽ lấy cái hệ thống khi mà xếp sắp kho thực tế mới tổ chức thành các cái nhóm hàng hóa. Mà khi chúng ta tổ chức thành các nhóm hàng hóa thì tiếp theo nữa là gì? Thống nhất về hệ thống mã và in cái sổ ở kế toán kho và sổ kho hoặc thẻ kho của thủ kho, thì hai cái thằng đấy nó phải bằng nhau, trùng khít với nhau, mà xuống phát là kiểm tra rất là dễ. Để kiểm tra được cái vấn đề liên quan đến hàng tồn kho thì chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta kiểm kê. Một là chúng ta kiểm kê toàn bộ kho này. Hả? Chị Linh ở bên kho này. Là gì? Sang để mà kiểm đồ cho chị Hiền à? Ghế thanh thì chúng ta kiểm tra toàn bộ. Hai là chúng ta kiểm tra xác suất. Chúng ta kiểm kê xác suất, chúng ta giữ nghi ngờ hàng hóa nào hoặc cái giá trị nào lớn thì chúng ta có thể thực hiện kiểm kê. Để mà cái hàng tồn ở trên kế toán nó phải khớp với cái hàng tồn ở dưới. Hàng tồn ở dưới dưới kho. Đó là quản trị thực tế ở trong cái kho. Đấy, các bạn lưu ý, tôi muốn chia sẻ. Cái luồng nó phải chạy như vậy. Nếu như khi chừng nào mà chúng ta thực sự làm được cái vấn đề mà nó tốt ở trong cái công tác này, ở trong cái phần hành này, thì hệ thống kế toán không còn vấn đề nữa. Đấy, thì tôi cũng xin chia sẻ với các anh chị là như vậy. Thế và tiếp theo nữa, đó là gì? Cái sơ đồ để xuất kho thì từ lệnh xuất kho, từ cái yêu cầu xuất kho, trình đến kế toán lập cái phiếu, sau đó ký duyệt, rồi là gì? Thực hiện xuất, sau đó thì cũng tiếp tục nữa là gì? Kế toán chi tiết, quản lý về hàng tồn kho ghi sổ và thủ kho họ ghi sổ, sao cho hai cái vấn đề này là gì? Trùng, kiểm tra định kỳ, trùng khớp với nhau. Và vấn đề ở đây có một trong những cái điểm là trong cái quản trị của hệ thống kế toán mua hàng và hàng tồn kho thì nó tiềm ẩn một vài những cái điểm rủi ro. Đó là gì? Cái thứ nhất đó là gì? Mua hàng dính hàng kém chất lượng, đó là chúng ta cần phải lưu ý. Hai đó là chúng ta mua hàng mà giá của hàng hóa không được kiểm soát kịp thời, bị mua hàng đắt, đó là cái điểm thứ hai. Có không thì nó có thường xuyên, cho nên doanh nghiệp, đặc biệt đó là kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, bạn phải rất là tinh thông trong cái đoạn này, bạn mới giúp được cho doanh nghiệp. Tiềm ẩn thứ ba đó là gì? Vì khi việc liên quan đến mua hàng nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện là gì? Dòng tiền, bỏ cái tiền ra mua, cho nên sẽ rất dễ xảy ra cái vấn đề liên quan đến gửi giá. Nó tiềm ẩn ở tất cả các nơi trong quản lý về tài chính. Cho nên là chúng ta cần phải có một cái nguyên tắc để kiểm soát chéo, để mà chúng ta có những cái bộ phận, có những cái nơi để mà trách giá, để chúng ta biết được
đây là cái giá để chúng ta có thể mua là tốt nhất. Có rất nhiều cách khác nhau. Có những cái mặt hàng chúng ta check online, nhưng có rất nhiều thứ check online không ra được vấn đề. Làm thế nào để chúng ta thực sự tốt trong vấn đề này? Thì nó phải phụ thuộc cả vào kỹ thuật phân tích về tài chính nữa. Tổng cái chi phí cho cái đấy hết khoảng bao nhiêu tiền là hợp lý. Xong từ đó cụ thể nó có ngân sách để chi cho vấn đề này rồi. Thì tiếp theo nữa đó là chính là cái phần mà cụ thể khi mà chúng ta thực chi và phân tích thấy các điều đó phù hợp, rồi kiểm tra thực tế để từ đó chúng ta có hệ thống mua hàng một cách tốt nhất. Rủi ro nữa đó là vấn đề liên quan đến thanh toán, duyệt thanh toán cho nhà cung cấp cũng cần phải rất chặt chẽ, tránh trường hợp là gì, tiền chạy ra bên ngoài bị rủi ro khi thanh toán. Còn quản lý về hàng tồn kho thì có thể xảy ra thất thoát, mất trong hàng tồn kho, nó có thể gì, bị mất hàng tồn kho, không quy được cho cái người cầm chìa khóa, cái người quản lý kho. Rồi tiếp nữa đó là quản lý về hàng tồn kho, nó xảy ra cái chuyện là không mất nhưng cuối cùng cái hàng ấy nó không được lưu chuyển tốt. Có nghĩa là cái hàng vào có những cái hàng hóa mà gì, nó liên quan đến đết hạn. Cho nên là gì, khi mà hàng vào sau đó thì nó lại phải một cái lượng hàng nó ra, nó phải theo đúng một cái dòng chảy và nó phải kiểm soát được cái thời hạn lưu trong kho. Bởi vì thời hạn lưu trong kho thì đó là cái thời hạn bị chiếm dụng vốn, đó là cái thời hạn ở cái hàng hóa nằm trong kho ấy. Mà nó quá thời hạn thì nó sẽ ảnh hưởng đến chi phí về tài chính, ảnh hưởng đến đết hạn của hàng hóa, ảnh hưởng đến phẩm chất, chất lượng của hàng hóa, vân vân. Thì chúng ta cần phải có một cái quy chế để mà chúng ta kiểm soát và quy được trách nhiệm cho nhân sự thực hiện trong vấn đề này thì doanh nghiệp của chúng ta sẽ rất là ok. Đấy, và cuối cùng đó là kiểm soát về vấn đề liên quan đến đối chiếu. Thì đối với công nợ phải trả thì định kỳ chúng ta cần phải đối chiếu công nợ, xác định được chính xác trước khi mà thanh toán. Thì đối với hàng tồn kho thì nó cần phải có một kiểm kê định kỳ. Kỳ thì tùy theo từng loại hàng hóa. Có thể có những cái mặt hàng mà doanh nghiệp họ còn yêu cầu kiểm tra hàng ngày. Có những doanh nghiệp hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Thế và cái cách kiểm tra, kiểm kê hàng tồn kho, có thể sẽ kiểm kê các cái hàng trọng yếu, có nghĩa là có giá trị lớn, đấy, có thời hạn sử dụng ngắn, vân vân. Thì chúng ta kiểm tra liên tục để tránh trường hợp là gì, sẽ bị các cái hàng tồn kho, gọi là, hay gọi cái thuật ngữ gọi là hàng tồn kho chết ấy. Đấy, từ, ví dụ như là tôi đã từng làm trong cái tư vấn trong thiết bị vệ sinh chẳng hạn. Thì bạn phải biết đó là gì, nếu như không quản lý về cái thiết bị vệ sinh tốt ấy, thế rồi cuối cùng nó cứ nằm mãi trong kho, thì cái men nó bị ố vàng đi, thế xong cuối cùng là nó không bán được. Thì gì bao giờ nó cũng phải luân chuyển, cứ hàng vào hàng ra. Cái cách để mà gì, cứ hàng vào trước. Thế tại sao nó có cái thuật ngữ ở trong hàng tồn kho đó là hàng nhập trước thì xuất trước. Đấy, thì đấy là về một vài cái vấn đề liên quan đến quản lý thực tế. Còn vấn đề liên quan đến phân tích với anh chị em mà đang làm việc ở liên quan đến thuế, trong kỳ vừa rồi tôi đã từng giải đáp một số các câu hỏi về vấn đề liên quan đến cái việc đó là gì, hàng tồn kho ảo. Anh chị em khi mua hàng vào, anh chị bán ra ở trong doanh nghiệp ấy, thì nó xảy ra hai cái kịch bản. Một đó là gì, khi bạn mua vào không bạn bán ra thì cái giá bán ấy, bị gửi giá trên giá cao vút ấy, là bạn không có cái gì để bạn xử lý ra được cái giá vốn. Đấy, không biết làm nào để xử lý cái giá vốn, lãi rất nhiều thì các bạn gặp phải vấn đề này cũng lớn. Đấy, như vừa rồi thanh tra một loạt tất cả các cái thiết bị ở trong ngành y học vừa rồi đấy, bạn đọc báo trước đài bạn biết giá của nó gấp lên đến 5 lần so với cái giá thực tế của hàng hóa. Đấy là có những cái dấu hiệu của sự việc tham ô, không hiểu họ xử lý chứng từ bằng kiểu gì. Ví dụ như cái máy vừa rồi nó thổi từ đâu 7 tỷ lên 30 mấy tỷ rồi đấy. Chúng ta đọc trên đài, trên báo. Trong lĩnh vực hiện tại bây giờ đang thanh tra nặng về vấn đề liên quan đến ngành y, các bệnh viện mua sắm các cái tài sản thiết bị. Thật ra xét đến tận cùng ấy, thì chúng ta là những người có nghiệp vụ, chúng ta hoàn toàn có thể phân tích và chúng ta có thấy được cái điều đó hợp lý hay không. Mà tôi hay có nói đó là ranh giới giữa tội và lỗi ấy. Tội là hình sự là đi tù rồi,
Còn lỗi nó chỉ là những cái sai phạm hành chính thôi. Mà nếu những cái thứ sai phạm mà nó không phải là gian lận thì câu chuyện đấy không có gì cả, quá ghê gớm đâu, không có gì đáng sợ lắm. Sai thì chúng ta sửa. Luật pháp cho chúng ta sửa cho đến khi nào mà đúng thì thôi. Đến khi mà vào thanh tra kiểm tra. Đấy. Thế nhưng mà cố tình để mà gặp phải những cái vấn đề đó thì các bạn hết sức cân nhắc. Chúng ta là những người làm trong ngành nghề. Chúng ta phải biết được những cái việc ranh giới, tội, lỗi mà chúng ta cần phải thực hiện. Cho nên là khi mà xử lý về vấn đề liên quan đến hàng mua vào thì chúng ta phải biết được là cái quy định luật pháp rủi ro của chúng ta đến đâu, làm thế nào để chúng ta xử lý được. Cái ngành hàng đấy nó có nhạy cảm không? Cái mặt hàng nó có nhạy cảm không? Cái mặt hàng đấy nhạy cảm không thì nó sẽ phụ thuộc là nó bán cho ai và cái giá mua của nó như nào, cái giá thành sản xuất nó nào và cái giá bán nó như thế nào. Đấy, ví dụ như vừa rồi một loạt tất cả những cái vấn đề liên quan đến đầu tư của nhà nước. Một loạt các cái dấu hiệu của sự tham ô. Hàng hóa nó nhân lên đến khoảng 5 lần như vậy thì đúng là vi phạm về cả đạo đức, cả luật pháp, rất là nguy hiểm rồi. Tôi thì không bao giờ đồng tình với những cái quan điểm, cái cách làm việc như vậy. Thế nhưng mà xử lý một vài các cái nghiệp vụ, một số các cái chứng từ, ví dụ như là do nó sai sót nọ, sai sót kia để chúng ta tối ưu hoàn thiện thì cái chuyện đấy nó rất là bình thường. Đấy thì cũng sẽ bày tỏ quan điểm mà chúng ta phải là những người biết nghiệp vụ để chúng ta xử lý những vấn đề này. Đấy, thì cái vấn đề thứ nhất đó là gì? Chênh lệch quá lớn giữa giá mua và giá bán. Làm nào để xử lý được giá vốn cho hợp lý? Chúng ta cần phải phân tích. Có rất nhiều các doanh nghiệp nhờ tôi tư vấn, kiểm tra, phân tích. Mà tôi cũng xin chia sẻ với anh chị em đó là gì? Ở trong doanh nghiệp của chúng ta bắt buộc phải làm vấn đề này. Chúng ta cần phải lập được một cái bảng phân tích cấu thành chi phí. Nghĩa là chúng ta có người này doanh thu, ví dụ 100 tỷ doanh thu. Thì chúng ta lãi thực tế là bao nhiêu? Và khi lãi thực tế đấy thì nó cấu thành là gì? Giá vốn bao nhiêu, chi phí bán hàng bao nhiêu và chi phí quản lý bao nhiêu. Trong giá vốn thì có chi phí nguyên vật liệu bao nhiêu, chi phí nhân công bao nhiêu, chi phí sản xuất chung bao nhiêu. Đấy, thế về trong cái điều đó có thể chi phí dịch vụ mà chúng ta thuê ngoài, mua ngoài các thứ bao nhiêu. Tùy theo chúng ta cần phải phân tích cái vấn đề đó. Và các cái tỷ lệ đó, các cái con số thực tế như vậy thì chúng ta thấy hợp lý. Và chúng ta tối ưu hóa về vấn đề chi phí không có nghĩa là phạm pháp. Chúng ta phải đưa các cái chi phí đấy nó làm sao nó phù hợp đó. Thế rồi tiếp nữa đó là gì? Hàng tồn kho ảo quá nhiều, có nghĩa là anh trong cái lĩnh vực ngành hàng của anh bán hàng rồi nhưng anh không chịu xuất hóa đơn ra, cho nên hàng tồn kho của anh cao vút lên. Thông thường nó rơi phải các cái doanh nghiệp mà gì? Bán hàng hóa đấy cho người tiêu dùng cuối cùng là cá nhân, cho nên người ta không có nhu cầu xuất hóa đơn. Thế cho nên nó mới có câu chuyện đó là gì? Có một số các anh mua cần hóa đơn thì viết giá cao vút lên, còn một số anh không mua, không lấy hóa đơn thì làm sao anh lại không xuất? Để mà anh lấy cái VAT khấu trừ đầu vào bù đắp cho những cái phần kia. Cho nên là khi mà chạy cái báo cáo tài chính ở trên cái hệ thống kế toán thuế, tồn kho ảo nó lên đến hàng chục tỷ. Đó là cái dấu hiệu vi phạm của luật pháp về vấn đề bỏ ngoài doanh thu. Vậy kế toán làm thế nào để phân tích kịp thời, chia sẻ, thống nhất với doanh nghiệp về cái vấn đề liên quan đến xử lý về hàng tồn kho, xuất cái hàng tồn kho đấy ra như thế nào để mà nó phù hợp giữa hàng tồn kho đúng với cái số liệu thực tế. Nếu như mà không may mà khi mà các nhân sự mà làm kế toán thuế nó bị xê dịch một chút xíu thì tôi nghĩ rằng là không sao. Nhưng nó không thể một cái sự khi đọc phân tích cái báo cáo tài chính nó xảy ra cái vấn đề bất thường. Cho nên là một cái kỹ thuật để kiểm soát hàng tồn kho. Ở đây tôi đang chia sẻ với các bạn đó là về góc độ xử lý về thuế. Khi chúng ta mua hàng vào thì chúng ta có hóa đơn đầu vào. Nếu xuất hàng ra thì nó doanh thu bán hàng ra. Và nó sẽ xuất từ cái kho hàng nó chuyển sang giá vốn. Vậy chúng ta không thể để cái hàng tồn kho ảo, có nghĩa là tồn kho đấy, hàng đó bán rồi. Làm gì có kho như vậy. Năm nay đang thanh tra trong ngành thuế trọng điểm về vấn đề này. Cứ nhìn thấy doanh nghiệp nào có lượng hàng tồn kho bất thường mà họ đọc phân tích ở trên hệ thống báo cáo tài chính là có kiểm tra chuyên đề. Kiểm tra chuyên đề có nghĩa là gì? Thuế họ xuống họ chỉ kiểm tra hàng tồn kho thôi. Tôi xuống tôi chỉ kiểm tra hàng tồn kho. Quy định rõ, quyết định. Không cần kiểm tra phần khác. Bởi vì tất cả rủi ro nó nằm ở cái phần đó. Thì xuống để làm gì? Niêm phong cái kho lại, tôi muốn kiểm kê. Đọc phân tích. Thế sau đó thì xác định được cái phần mà chúng ta chưa chịu xuất hóa đơn. Thì thuế họ sẽ ấn định phải xuất. Xuất hóa đơn thì
là gì? Ghi nhận doanh thu, tính thuế thu nhập doanh nghiệp và ghi nhận doanh thu, tính thuế giá trị gia tăng. Thì đấy gọi là kiểm tra quyết toán chuyên đề. Có nghĩa là theo một cái chuyên đề nào đó nó rủi ro thì tôi kiểm tra thôi. Một hoặc một vài cái chuyên đề nào đó rủi ro, còn không cần kiểm tra hết. Đó, thì cũng xin chia sẻ với anh chị em đó là gì? Khi mà trong phần kế toán mua hàng và quản lý về hàng tồn kho, chúng ta cần phải rất rõ về vấn đề nghiệp vụ này. Và để hôm nay thì tôi đã phân tích với anh chị em đó gì? Ở hai góc nhìn thứ nhất là góc nhìn về quản trị. Góc nhìn quản trị thì luôn luôn đó là gì? Quản lý chặt chẽ về vấn đề liên quan đến tài chính. Quản lý thật ở trong doanh nghiệp mà chúng ta không gặp phải các vấn đề rủi ro gì trong vấn đề liên quan đến công tác về quản lý về tài chính cả. Thế còn cái góc nhìn thứ hai đó là góc nhìn về kê khai thuế. Khi chúng ta mua hàng vào thì chúng ta cần phải có hóa đơn. Và khi mà chúng ta bán hàng ra hoặc chúng ta sản xuất thì nó xuất cái hàng đấy ra. Khi xuất cái hàng đấy ra thì cái hàng tồn kho của chúng ta khi mua vào thì nó sẽ có tăng cái hàng hóa lên và tăng cái thuế giá trị tăng khấu trừ lên. Và khi đó thì các bạn cũng lưu ý cho tôi ở cái phần liên quan đến chứng từ là cũng tránh phải các cái vấn đề sai phạm về các vấn đề liên quan đến cái nghiệp vụ. Ví dụ như là gì? Hóa đơn khống, hóa đơn công ty bỏ trốn, vân vân, tất cả những cái thứ đấy là chúng ta sẽ gặp phải vấn đề rất hệ lụy. Ví dụ như là dính phải hóa đơn công ty bỏ trốn thì có thể là gì? Còn bị phạt từ 1 đến 3 lần truy thu về thuế giá trị gia tăng. Xuất toán một cái đấy ra khỏi, không được tính vào chi phí được trừ. Thì đó là những cái điều mà chúng ta cần phải nắm được rất rõ. Đấy, thì tôi xin phân tích cái điểm căn bản, cái mấu chốt của vấn đề liên quan đến kế toán mua hàng và quản lý về cái hàng hóa, hàng tồn kho. Thế và về mặt chứng từ thì nó có một vài cái chứng từ như sau. Là khi mua hàng ấy, thì đúng ra là nó phải có cái phiếu đề xuất mua hàng hay phiếu yêu cầu. Đề xuất mua hàng được duyệt sau đó thì bắt đầu đi mua hàng. Thì cái chứng từ thứ hai là gì? Phiếu giao hàng của bên nhà cung cấp. Xong cái thứ ba nó mới là chứng từ phiếu nhập kho. Sau đó cái thứ tư nó chính là cái phiếu khi mà xuất hàng ra, phiếu xuất rồi có hóa đơn. Thế và cái phần khi mà đối chiếu công nợ để mà xác định cho cái vấn đề mà chúng ta sẽ thực hiện thanh toán khi kết thúc cái chu trình của mua hàng. Thì tôi sẽ phân tích được một vài cái biểu mẫu như sau. Cái thứ nhất đó là gì? Khi mà hàng về thì kế toán của chúng ta cần phải lập một cái phiếu nhập kho. Kế toán lập phiếu nhập kho, báo cho kho hàng. Đấy thì là gì? Sẵn sàng để vấn đề liên quan đến nhập kho. Và cũng giống như cái phần hành kế toán thanh toán thì các bạn lưu ý là trên chứng từ thì nó cũng có mấy cái nội dung như sau. Cái thứ nhất đó là gì? Tên đơn vị này, ký hiệu biểu mẫu, ngày tháng số này, hàng hạch toán này, họ tên người giao hàng, nhập vào cái kho nào, địa điểm, nội dung các hàng hóa, tổng cái số tiền, rồi là chứng từ gốc kèm theo, sau đó các nhân sự, người lập phiếu, người giao hàng, thủ kho, kế toán, ký vào này. Để từ đó xác nhận toàn bộ cái thông tin này. Đấy, thì có nghĩa là cái chu trình mua là từ cái chuyện là xuất phát từ nhu cầu, xong có đề xuất mua, được duyệt mua, sau đó là giao hàng, xác định giao hàng về, sau đó là mới lập phiếu nhập kho. Đấy, sau đó là nó có hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo công vấn đề này. Đấy, thì các bạn lưu ý là nó sẽ có một số những các cái chứng từ như vậy. Và khi đó chúng ta cần phải quản lý toàn bộ tất cả các chứng từ này để thực hiện nhập kho và đối chiếu công nợ thanh toán. Khi mà nhu cầu của cái dùng đến các hàng hóa, vật tư thì nó sẽ có một cái phiếu yêu cầu xuất kho. Căn cứ vào cái phiếu yêu cầu xuất kho được duyệt thì chúng ta sẽ lập cái phiếu xuất kho. Đấy, thì căn cứ cái phiếu xuất kho thì đây nó cũng là một cái biểu mẫu chứng từ để chúng ta ký duyệt tất cả các cái biểu mẫu này trong thực hiện xuất hàng hóa. Thế còn cái hóa đơn khi mà chúng ta mua hàng về, đấy thì nó cũng giống như các cái hóa đơn thông thường thôi, nó có công mục tên. Đấy, hóa đơn, ví dụ hóa đơn giá trị gia tăng, nó có tên người mua, người bán. Thế và sau đó thì nội dung hàng hóa ký đầy đủ để chúng ta thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào đầu ra. Ở đây thì nó sẽ có một cái điểm nữa, đó là gì? Trên cái vấn đề liên quan đến chứng từ, khi mà chúng ta thực hiện vào hạch toán thì các bạn lưu ý là nếu như mà có nhiều các cái chứng từ để chúng ta
kẹp vào thanh toán thì bao giờ nó cũng có một cái bảng kê. Thế mà khi mà chúng ta ghi vào trong sổ kế toán, chúng ta có thể ghi trực tiếp từ chứng từ gốc, hoặc chúng ta sẽ có một cái bảng tổng hợp các chứng từ gốc này. Thế nó ra được một cái bảng tổng hợp, căn cứ vào cái bảng tổng hợp đó thì chúng ta ghi vào sổ kế toán. Cho nên tôi cũng thường xuyên khi mà thực hiện ở doanh nghiệp có câu hỏi là gì? Em có thể ghi được cái số tổng của mấy cái hóa đơn này không? Ví dụ như là gì? Của cái nhà cung cấp này một tháng nó có mấy cái hóa đơn, hoặc có rất là nhiều cái phiếu. Từ cái phiếu mà họ giao hàng thì họ mới lập lên được một cái hóa đơn. Chứ cái hóa đơn này có thể là tổng có rất nhiều các cái mặt mà hàng hóa. Đấy, thì ở đây cũng xin phân tích một điểm nữa. Đó là khi mà chúng ta sử dụng hóa đơn bằng giấy ấy, thì cái này chúng ta có thể viết cung cấp cái gì đó kèm theo bảng kê. Còn đối với hóa đơn điện tử thì các bạn phải kê chi tiết từng mặt hàng hóa rồi. Và nếu như trên cái hóa đơn mà nó có từng cái mặt hàng hóa, có số lượng, có đơn giá để thành tiền ở đây, thì chúng ta không cần bảng kê nữa. Thế cho nên là khi mà chúng ta muốn giải trình được ấy, hệ thống chứng từ của chúng ta nó ok hay không ấy, là chúng ta phải lưu ý là gì? Nếu như ta nhìn trên cái chứng từ đó mà nó cần phải có chi tiết, thì nó cần phải có một cái bảng kê giải thích các cái nội dung đó là cái gì phía bên dưới. Đấy, đấy là về vấn đề nó quan đến chứng từ. Thế còn tiếp theo nữa là đối với sổ kế toán, thì trong cái phần này thực hành ghi sổ, bạn ghi vào sổ nhật ký chung, sổ cái, các cái tài khoản, thì chúng ta chỉ có một vài cái tài khoản để chúng ta thực hành trong phần này thôi. Và sổ chi tiết thì gồm có chi tiết hàng tồn kho hay là sổ kho hoặc thẻ kho. Đấy, sổ chi tiết về vấn đề liên quan đến thanh toán và các sổ chi phí khác nếu có. Đấy, và khi có hóa đơn đầu vào thì chúng ta sẽ thực hiện vào cái lập luôn cái bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, để từ đó chúng ta lập lên được cái tờ khai giá trị gia tăng. Thế và sau đó thì ở trong phần này nó có các cái phần hành. Trong cái phần hành ấy thì nó có ở trong này, ví dụ như nghiệp vụ số 44 trong thứ tự và nghiệp vụ đầu tiên của trong phần hàng nhập tuần hàng hóa mua hàng này, thì trong cái phần mua hàng này tôi cố tình mô phỏng có một số các cái nghiệp vụ để mà chúng ta thực hiện. Ví dụ nghiệp vụ số 44 đó là gì? Hàng nhập khẩu chứ không phải mua trong nước. Thì các bạn sẽ thấy được một cái bộ chứng từ hàng nhập khẩu, thì nó liên quan đến cái chuyện là gì? Chúng ta nhập hàng về, sau đó nó còn có cả thuế nhập khẩu thanh toán cho bên nước ngoài. Khi thanh toán cho bên nước ngoài thì cái nghiệp vụ thanh toán nó đã nói về nghiệp vụ là gì? Chúng ta lại phải dùng cái tài khoản tiền Việt mua vào cái tài khoản tiền đô, xong rồi chuyển đi để thanh toán. Đấy, thế và cái nữa ở đây là gì? Hàng nhập vào liên quan đến có cái thuế nhập khẩu. Thế rồi thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu thì bao giờ nó còn có hai bút toán, một là chúng ta phải đi nộp thuế, sau đó chúng ta kê khai thuế giá trị gia tăng đổ vào. Thì căn cứ để kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu đó là gì? Là cái chứng từ của chúng ta đã nộp thuế cho nhà nước. Khi mà chúng ta mua hàng ở trong nước thì chúng ta ở trên hóa đơn nó sẽ có phần thuế để chúng ta kê khai. Thì cơ sở để chúng ta kê khai đó chính là cái hóa đơn, và nó có phần thuế để chúng ta kê khai. Nhưng mà khi hàng nhập khẩu về thì thuế của chúng ta không phải là trả cho bên nhà cung cấp, mà thuế của chúng ta sẽ có một cái chứng từ để chúng ta nộp cái thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu, nộp cho cơ quan nhà nước. Chỉ căn cứ vào đúng cái chứng từ đấy chúng ta kê khai và chúng ta hạch toán kê khai thuế. Đấy, thì cũng xin chia sẻ ví dụ như có một vài nghiệp vụ như vậy. Thế rồi là trên các cái phần nghiệp vụ nhập mua hàng, thì ở đây nó sẽ có tiếp các cái nghiệp vụ, ví dụ như là chiết khấu, giảm giá. Trong cái phần chiết khấu giảm giá ở đây tôi cũng có cài các cái nghiệp vụ như vậy. Thì khi mà chiết khấu mà giảm giá thì các bạn lưu ý là gì? Cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi trong quá trình khi thực tế. Đó là gì? Nếu như khi bạn mua hàng mà bạn được chiết khấu hoặc bạn được giảm giá thì bạn hạch toán như thế nào? Cái phần tiền đó. Thì ở đây tôi cũng xin phân tích cái nghiệp vụ mà khi mà chúng ta mua hàng vào mà nếu chúng ta có được chiết khấu hay được giảm giá, thì thực tế khi mà chúng ta hàng chúng ta nhập kho vào ấy là cái tiền thật của chúng ta được chi ra. Cho nên là ở trên các cái hóa đơn ấy mà khi chúng ta được chiết khấu giảm giá thì nó sẽ trừ đi cái phần tiền mà chúng ta chiết khấu giảm giá đó. Sau đó người ta mới tính thuế giá trị gia tăng ở trên đấy. Và sau đó thì tính được tổng cái tiền mà chúng ta sẽ thanh toán ở trên đó. Đó, thì các bạn lưu ý. Cho nên khi mà chúng ta lập cái phiếu nhập kho ấy là chúng ta phải chia lại cái giá. Tại vì cái giá ở trên đấy, sau đó được trừ đi phần tiền đấy. Thì cái thực tế khi mà cái giá vốn của chúng ta mua vào, đó chính là cái phần tiền mà chúng ta thực sự là chúng ta bỏ ra. Đó là giá trị thực của nó. Đó, thì các bạn
cũng lưu ý kể cái phần bán ra phần mua vào, thì cái phần chiết khấu giảm giá nó sẽ liên quan đến cái vấn đề này. Thì trong cái phần đó, nếu như các bạn mà vướng thì các bạn ở trong phần hướng dẫn ấy, nó khá là chi tiết nha. Trong này tôi sẽ phân tích rất là rõ chi tiết, mô phỏng nó cũng khá là rõ. Tí tôi sẽ xe về cái vấn đề liên quan nghiệp vụ mô phỏng. Khi mà chúng ta bán hàng ra cũng vậy. Thế cho nên là khi mà các bạn vướng vậy là gì? Ví dụ như là em mua cái mặt hàng này nó được giảm như này, vậy thì em sẽ nhập kho là theo cái giá nào, cái phần đấy hạch toán vào đâu, thì tất cả những cái tình huống đó được mô tả và được có đáp án hướng dẫn chi tiết ở trong cái phần này, thì các bạn hãy xem giúp cho tôi. Thì đấy là, và trong các cái phần hướng dẫn này khá là tỉ mỉ chi tiết. Thứ nhất đó là gì, lập các cái chứng từ nào, thế rồi là ghi sổ vào các cái sổ của các cái tài khoản nào, sổ nào tổng hợp, sổ nào chi tiết, thế rồi là hạch toán như thế nào. Đấy thì các bạn cứ căn cứ vào đây để các bạn xem để bạn hoàn thiện được là gì, từ nghiệp vụ phát sinh bạn lập lên cho tôi hệ thống chứng từ, hoàn thiện bộ chứng từ đó. Sau đó từ chứng từ thì bạn làm sao, bạn ghi chép cho tôi vào sổ. Và khi mà ghi chép vào hệ thống sổ thì các bạn lưu ý là trên phòng kế toán nào luôn luôn các bạn phải thực hành ở hai nơi, đó là một là bạn thực hiện ở thủ công. Tại sao lại phải thủ công thì tôi giải thích nhiều lần rồi. Hãy trải nghiệm thực tế xem là cái chu trình quy trình của nó như thế nào. Thế và sau đó, sau thủ công là bạn thực hành trên hệ thống phần mềm. Và sau đó bạn so sánh hai cái đấy để ra được một đáp án. Mà bạn cứ làm đi làm lại. Đối với những anh chị em bắt đầu vào nghề, bạn cứ làm đi làm lại, bạn làm nát cái đống chứng từ đấy, bạn thành thạo, bạn mang được cái đấy áp dụng vào trong doanh nghiệp thì chắc chắn là bạn sẽ rất là ok. Đó. Thế và điểm trọng yếu thì tôi phân tích hết từ lúc đầu rồi. Đó, trọng yếu về hàng tồn kho. Thì có một cái điểm nữa, đó là gì, hàng tồn kho là sợ nhất là vấn đề liên quan đến kho. Không quản lý được cái hàng tồn. Nó phải thống nhất được giữa kế toán và thủ kho. Và có một trong những cái công cụ nữa bây giờ bạn vào bạn lưu ý ở trên hệ thống các siêu thị. Tại sao mà khi mà hàng vào cái là gì, người ta xác định rõ luôn hàng đấy là hàng gì. Nó in từ trên hệ thống phần mềm cái tem mã vạch, nó đẩy vào trong hàng tồn kho. Mà khi mà xuất kho ra, nó áp dụng cái công nghệ, nó chỉ cần đọc chip cái là gì, hệ thống kho nó tự động trừ. Và ở trên cái kho hàng, quản lý ở kho hàng và ở hệ thống kế toán luôn luôn trùng khớp với nhau. Bởi vì con người chúng ta khi lấy một cái hàng ra, chúng ta thực hiện cái vấn đề liên quan đến trừ kho thì có thể nhầm lẫn. Nhưng còn nếu như bạn đã đọc để trừ trực tiếp trên hệ thống rồi thì chắc chắn cái vấn đề đấy máy nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ là chính xác. Đấy. Thế còn nguyên tắc của trong vấn đề liên quan đến phần hành này thì nó cũng giống như phần kế toán tiền mặt ấy. Nó là nguyên tắc bất kiêm nhiệm. Thủ kho nó phải độc lập với kế toán. Cho nên là gì? Thủ kho nó phải chịu trách nhiệm về mặt số lượng của hàng hóa. Nó quản lý toàn bộ vấn đề đó. Và tôi cũng muốn, ở đây thì tôi cũng xin chia sẻ với anh chị em rằng quản lý kho hàng không bao giờ là ngon hết. Khi mà nhân sự của chúng ta nó có một câu chuyện khá là nghịch cảnh, đó là gì? Những ông nào mà kém về nghiệp vụ ấy thì đẩy hết xuống làm kho. Nhưng trong thực tế thì quản lý được cái kho hàng thì nó phải đòi hỏi rất là thông minh. Bạn phải xếp sắp được một cái hệ thống kho nó rất là khoa học, rất là thông minh, bạn phải thuộc lòng. Để người ta cần hàng gì bạn đến bạn lấy chính xác ở đó. Đấy. Thì cái nghiệp vụ để mà quản lý hàng, sau đó là gì, nhận hàng để đưa vào vị trí, xong giao hàng đi cho khách trong một thời gian ngắn nhất, không bị nhầm lẫn, không bị thất thoát, không bị mất cắp, thì đó là một vấn đề vô cùng quan trọng. Và cái nhân sự để quản lý được vấn đề này, điều phối toàn bộ cái vấn đề này phải đòi hỏi rất là thông minh. Thì trong khi đó là thường thường chúng ta bị những ông nào nghiệp vụ kém cho đẩy nó làm kho, cho nên cái kho nó không quản lý được. Đấy, thì tôi cũng xin chia sẻ là như vậy. Và ngoài cái chuyện là cái nguyên tắc là gì, độc lập giữa số liệu của thủ kho phải chịu trách nhiệm về vấn đề liên quan đến số lượng, và kế toán trên này hai bên đối chiếu với nhau mà xác định sai là phải chịu trách nhiệm nhân sự trực tiếp, thì đó là cái vấn đề liên quan đến cái phần hành mà kế toán mua hàng và quản lý về hàng tồn kho ở trong một cái doanh nghiệp. Hôm nay thì tôi xin chia sẻ với anh chị em căn bản về những cái vấn đề đó. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng kế toán quản lý về hàng tồn kho và kế toán quản lý về vấn đề liên quan mua hàng chưa bao giờ trở nên đơn giản cả.
nó tiềm ẩn đầy rẫy những vấn đề rủi ro trong doanh nghiệp. Có ba cái phần hành tôi muốn nói, đó là gì? Kế toán thanh toán liên quan đến tiền, nó phải báo cáo hàng ngày. Thứ hai là kế toán mua hàng và hàng tồn kho. Thế thì làm thế nào để chúng ta không bị thất thoát, không bị mất cắp? Thì chúng ta cần phải mang những nghiệp vụ căn bản, những cái nguyên tắc căn bản ở trong trong vấn đề khoa học của kế toán này, để chúng ta áp dụng vào trong doanh nghiệp cho phù hợp trong thực tiễn, để giúp cho doanh nghiệp quản lý được cái vấn đề này một cách tốt nhất. Đấy. Thế thì mỗi một người, mỗi một cái công việc, mỗi một cái doanh nghiệp sẽ có những cái phần mà chúng ta góc nhìn khác nhau, điểm trọng yếu các cái vấn đề đó khác nhau. Tuy nhiên rằng tôi không muốn nói đó là gì, không có doanh nghiệp nào giống doanh nghiệp nào cả. Có thể đối với doanh nghiệp thì điểm này rất quan trọng, nhưng mà đối với doanh nghiệp khác thì lại mua rất ít, nó không phải là vấn đề quan trọng. Thế tuy nhiên rằng tôi chia sẻ ở trên một nguyên tắc chung, để từ đó sao cho các bạn có thể áp dụng vào trong doanh nghiệp của mình tốt, đáp ứng được hai cái vấn đề. Một, đó là quản trị. Làm thế nào đó để không thất thoát về tiền bạc. Tốt nhất không bị mua giá cao, mua hàng lởm, vân vân, tất cả những cái thứ đấy. Hai, đó là về góc luật pháp. Góc luật pháp thì rủi ro nhất chính là hàng tồn kho. Mua hàng không xuất hóa đơn, rồi là mua hàng xong một nơi, xong rồi lấy hóa đơn một nơi. Đấy, xong rồi mua hàng một mặt hàng, lấy hàng một mặt hàng khác. Thế rồi là vào trong cái hệ thống đấy, nó chẻ ngoe ra những cái thứ mà vi phạm. Thì chúng ta cần phải làm chủ được tất cả những vấn đề này. Thế và làm thế nào để khi chúng ta thực hiện, kể cả ở góc quản trị để quản lý được tốt kho hàng, cũng như là góc về vấn đề liên quan đến quy định của luật pháp về thuế, kê khai thuế, hạch toán, để sao cho cái phần việc mà chúng ta thực hiện cho doanh nghiệp trong cái phần hành này đạt được một cái kết quả tốt nhất. Thì đó là cái nội dung chủ đề hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em, đó là kế toán mua hàng và quản lý về hàng tồn kho. Và sau đây thì tôi muốn xin lắng nghe các cái câu hỏi của anh chị. Nhưng mà trước khi đến cái vấn đề câu hỏi thì tôi xin share một cái phần nữa, là cái vấn đề liên quan đến cái tài liệu. Đây, tôi share về phần tài liệu hướng dẫn để các bạn có thể ở trong cái phần để các bạn thực hành ấy. Thì cái phần này là phần mô phỏng này. Trong phần mô phỏng, trong quyển mô phỏng có 3 phần. Phần thứ nhất là giới thiệu chung, phần thứ hai đó là nghiệp vụ yêu cầu, và phần thứ ba đó chính là đáp án. Thì trong cái phần đáp án này, cái tài liệu này tôi đã cập nhật xong nhé. Tí tôi sẽ giao cho bên văn phòng, và văn phòng có thể phát hành in cho các bạn nào cần. Đặc biệt đối với toàn bộ các nhân sự là những anh chị em mới bắt đầu vào làm kế toán, tài liệu này nếu mà là trong quá trình khi các bạn thực hành thì các bạn cần phải có. Tại vì tôi nói với các bạn ở đây trên tinh thần phân tích để các bạn nắm được. Đấy, thế nhưng mà trên thực tế, để khi mà các bạn vào bạn thực hành, bạn cần phải có cái tài liệu như thế này. Bạn phải dò từng nghiệp vụ một xem bạn cần phải làm cái gì. Trong từng phần hành nó sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết những cái vấn đề gì. Đấy, từ các cái con số, từ các cái hệ thống biểu mẫu, giấy tờ, chứng từ để các bạn có thể thực hiện được. Đấy, thì tôi cũng xin chia sẻ là trong cái bộ tài liệu thực hành thủ công nó có bao gồm có một cái quyển mô phỏng như này. Đây là yêu cầu, đây là nghiệp vụ. Đấy, đây về hôm nay chúng ta đang học ở cái phần chia sẻ đến cái phần 2. Phần 2 đó là kế toán mua hàng, hàng tồn kho. Đấy. Thì tất cả những cái nội dung mà tôi trình chiếu và tôi chia sẻ với các bạn, ở trong này nó có cái đáp án hướng dẫn rất chi tiết, và các bạn có thể vào đây để các bạn thực hành. Thế và cái phần thực hành lý thuyết chỉ là lý thuyết, và khi mà chúng ta thuần thục cái vấn đề này thì chúng ta đã được trải nghiệm giống như thực tế rồi, và sau đó chúng ta mang được cái này vào trong doanh nghiệp của mình. Mà khi các bạn mang một cách thành thạo, khi bạn cứ vướng cái đâu bạn mở cái đấy ra bạn xem, có thể tham khảo. Đấy, và tôi đã video hóa, và các bạn khi mà các bạn không xem kịp trực tiếp của ngày hôm nay như này thì bạn hãy vào trong cái kênh, đó là ACMN nghề kế toán chuyên nghiệp, có đầy đủ tất cả các video mà tôi đã nói như thế này để cập nhật lên cho các bạn, để các bạn có thể xem được. Đó. Có thể xem và xem lại. Đặc biệt đó là gì? Khi mà các bạn thực hành ấy,
thì phải xem lại là chuyện bình thường, xem đi xem lại nhiều lần để các bạn có thể, và bạn phải thực hành để biến trở thành cái nghiệp vụ của bạn. Đấy, à và có một cái điểm nữa, đây ví dụ như là gì, tôi chuyển đến cái phần nghiệp vụ yêu cầu trong phần 2. Để mà xem là trong cái phần này tôi phân tích một vài những cái nghiệp vụ mà trên hóa đơn nó giảm giá rồi là chiết khấu. Đây. Ví dụ như thế này. Tổng cái tiền hàng khi người ta mua vào là gần này tiền. Thế sau đó thì chiết khấu 10% cộng tổng cái này lại là 710 triệu. Sau đó thì nó mới trừ đi cái phần này. Nó ra cái chỗ tiền hàng này. Sau đó mới tính thuế giá trị gia tăng. Vậy thì khi mà chúng ta vào chúng ta nhập kho ấy, thì các bạn lưu ý là gì? Chúng ta cần phải lấy lại cái giá nhập này. Hoặc là bạn sử dụng một cái tài khoản khác, sau đó thì bạn cấn trừ đi. Thế nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta hiểu một cách logic rất đơn giản đó là gì? Khi mà chúng ta thực hiện, chúng ta bỏ mất bao tiền để chúng ta mua, cái chuyện chiết khấu ấy chẳng qua là gì? Chiết khấu hay giảm giá, đúng không? Chiết khấu hay giảm giá, hay là những các nghiệp vụ liên quan đến làm giảm cái giá trị khi mà chúng ta thực tế chúng ta mua vào, thì chúng ta phải làm giảm cái giá hàng nhập kho lên, thì chúng ta cần phải chia lại, chúng ta xác định lại cái hàng mà chúng ta khi mà chúng ta thực hiện nhập kho. Thì kể cả đối với hàng mua vào hàng bán ra như vậy, và nó sẽ có các cái bút toán và các cái tài khoản để chúng ta thực hiện vấn đề liên quan đến hạch toán. Đấy, đó là một vài những cái vấn đề. Và trong khi đó thì khi các bạn thực hành cái vấn đề này thì hãy mang một cái bộ chứng từ. Hôm nay thì tôi đang ở Phú Quốc chứ tôi không mang kèm theo cả một cái file chứng từ nó dày như thế này đi được. Thì như các buổi trước tôi có nói đó là gì? Bạn phải thực hành cho tôi là gì? Từ nghiệp vụ này bạn phải hoàn thiện cho tôi được xong một bộ chứng từ, xong là từ chứng từ bạn ghi cho tôi vào trong sổ kế toán thủ công. Sau đó từ chứng từ bạn nhập cho tôi vào trong hệ thống phần mềm và bạn đối chiếu hai cái thứ đấy trong từng phần hành một, nó ra được một cái kết quả của bạn. Bạn sẽ thành thạo cả về phần mềm và bạn sẽ thành thạo cả về mặt nghiệp vụ, và từ đó bạn làm chủ được cái nghiệp vụ trong cái phần hành đó. Ok, tôi sẽ xin kết thúc cái nội dung chia sẻ về kế toán mua hàng và quản lý hàng tồn kho ở đây. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cái sự chia sẻ của tôi trong video này. Rất là mong anh chị em ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký vào kênh, like và share cái video để chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các cái video tiếp theo phục vụ cho anh chị phát triển về nghề kế toán, về thuế, để chúng ta phát triển cái công việc kế toán của doanh nghiệp của anh chị một cách tốt nhất. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn.